nữ hành khách ngồi trên băng chuyền sân bay Phú Quốc lên tiếng xin lỗi và đã xóa clip. Ngày 27 tháng 7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài câu chuyện, sự việc đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Xuân Nghĩa và Tuyết Oanh. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, theo suốt chiều dài lịch sử, tháng 7 đã trở thành tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của uống nước nhớ nguồn và đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tôn vinh những hy sinh, mất mát của những người đã không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Tính từ ngày 27 tháng 7 năm 1947, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh toàn quốc, để bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến hết mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Từ đó, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam, là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng tưởng nhớ, sự tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Vâng. Ngày 27 tháng 7 đã trở thành ngày mà những người còn sống mãi mãi không được quên, không thể quên. Sự tri ân của hậu thế dẫu lớn đến nhường nào thì vẫn mãi mãi chưa thể xứng với lớp lớp cha anh đã không tiếc xương máu vì sự trường tồn của Tổ quốc, của dân tộc, của dải đất hình chữ S yêu thương. Và thưa quý vị, thay mặt ban biên tập chương trình 24 giờ chuyển động, chúng tôi xin gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ và gia đình có công cách mạng, những lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn vô hạn và những tình cảm thấm thiết nhất. Vâng, và để tiếp tục chương trình, ngay sau đây là cụm tin nóng được cập nhật trong 24 giờ qua. Ngày 26 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Tăng Duy Thành, sinh năm 1990, về tội tổ chức đánh bạc liên quan đến hệ thống game bài đổi thưởng Rig VIP và Tiếp Chấm Club, đã bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017 do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Quá trình điều tra xác định Tăng Duy Thành là đại lý cấp 2 trong hệ thống game bài đổi thưởng Rig VIP và Tiếp Chấm Club. Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng Rig VIP và Tiếp Chấm Club, đối tượng Tăng Duy Thành đã giao dịch mua bán rig tiền ảo trong game cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với tổng số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh mở rộng vụ án. Thưa quý vị, bị bạn nhậu chửi và rủ đánh nhau, tức giận, Danh Thị Hà sinh năm 1971, ngụ tỉnh Kiên Giang, đã cầm dao đâm bạn nhậu tử vong. Với hành vi trên, trưa ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Danh Thị Hà 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Phạm Văn Lượm Em, hàng xóm của bị cáo. Ngoài mức án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 130 triệu đồng. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 3 tháng 10 năm 2021, Hà và Em cùng một số người khác tổ chức nhậu tại nhà người em ruột của Hà. Tại đây, giữa Hà và Em xảy ra cự cãi, thách đố đánh nhau nên Em bỏ về nhà. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người hàng xóm đến chỗ Hà đang nhậu cho biết là Em đi ngang nhà người này có chửi và thách Hà báo công an. Nghe vậy, Hà đến nhà Em chửi, đánh nhau thì được mọi người can ngăn nên Hà bỏ về. Khoảng 10 phút sau, Em cầm một cây xẻng và một cây kéo đến thách thức Hà. Tức giận, Hà chạy vào nhà lấy một cây dao ra đâm vào bụng Em, làm nạn nhân tử vong. Chiều ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Trường, 23 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, mức án 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Phan Văn Hoài mượn xe máy và điện thoại của Trường nhưng không trả nên giữa Trường và Hoài xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2020, Nguyễn Văn Tuấn biết được sự việc nên rủ Trường đi đến chỗ của Hoài tại thị xã Bình Long để nói chuyện. Khi đến khu vực cách nhà Hoài khoảng 100 mét, Tuấn xuống xe mang theo túi xách bên trong có một khẩu súng đồ chơi nguy hiểm.
Trường lấy thêm một ống tuyếp bên trong có con dao dài gần 50cm. Khi vào nhà nói chuyện, Hoài chửi và đuổi Tuấn ra khỏi nhà. Lúc này, Tuấn cầm khẩu súng đồ chơi, đánh vào vai và đầu Hoài. Trường thấy vậy, cầm ống tuyếp chạy vào định rút dao ra đánh Hoài, thì Tuấn can ngăn. Trường rút dao đâm liên tục 3-4 nhát, trúng vào vùng ngực trái của Hoài, làm nạn nhân tử vong. Ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang kiểm tra thông tin để báo cáo Cục Hàng không về đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý của sân bay, lập biên bản giao cho đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý. Theo đó, đoạn clip ghi lại toàn cảnh khu vực ga đến của một sân bay. Cuối clip là hình ảnh một người phụ nữ ngồi trên băng chuyền với tư thế khá kỳ lạ. Bên cạnh là bảng quảng cáo ghi rõ dòng chữ Sân bay Phú Quốc. Trưa cùng ngày, một phụ nữ tên TH, tên viết tắt 30 tuổi, quê Bến Tre, tự nhận là nhân vật trong clip dài 7 giây kia chính là mình. Chị H cho biết đoạn clip này đã được quay hơn một năm trước. Đến trưa ngày 25 tháng 7 năm 2022, chị H vô tình ghép nhạc vào đúng clip đã quay khi ngồi trên băng chuyền hành lý ở sân bay Phú Quốc và đăng lên TikTok cá nhân. Chị H cho biết đã cảm thấy sợ vì dù đã xóa clip, nhưng đến hôm nay clip đã lan truyền cả cộng đồng mạng. Chị H cũng thừa nhận hành vi của mình là sai và ngỏ lời xin lỗi đến toàn thể ngành hàng không, toàn thể mọi người, cộng đồng mạng. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã đi qua nhiều năm rồi, thế nhưng những hậu quả và dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt, ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Một con số thống kê cho thấy qua các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cả nước ta có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, gần 1,2 triệu người con ưu tú, anh dũng hy sinh. Trên 800.000 người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Hàng trăm ngàn người bị địch bắt tù đầy, tra tấn dã man, bị nhiễm chất độc hóa học. Trên 140.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng ngàn người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. Vâng, đất nước hòa bình không có niềm vui nào bằng ngày trở về, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong ngày chiến thắng khi những người thân yêu nhất mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại. Cũng như quá khứ không chỉ hữu ích cho ngày hôm nay thông qua những bài học lịch sử xương máu, mà quan trọng hơn, nếu quên đi quá khứ, quên đi những người đã nằm xuống, thì cuộc sống hôm nay cũng không còn xứng đáng, không còn ý nghĩa. Còn nhớ trong thư gửi ban thường trực của ban tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, thương binh là những người hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người còn anh dũng ấy. Bác Hồ từng viết, máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Cho nên, đối với những người còn trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Và người giải thích, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người còn anh dũng ấy. Mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến việc ban hành các chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng và dành riêng một khoản trong ngân sách nhà nước để thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đẩy mạnh. Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, áo ấm tặng thương binh, bệnh binh nặng, áo lụa tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được duy trì, phát triển rộng khắp ở các địa phương. Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công và giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng được chú trọng. Chiều ngày 23 tháng 7 vừa qua, trong buổi gặp mặt với 75 đại diện, người có công tiêu biểu toàn quốc, vui mừng với những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong công tác chăm sóc người có công, xúc động và cảm phục với những tấm gương tiêu biểu của hàng triệu người có công với cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn. Tôi cũng mong muốn và đề nghị các địa phương, các cơ quan đơn vị, cũng như mỗi cá nhân, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, với ý thức trách nhiệm cao, hãy chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, coi đó là bổn phận, là trách nhiệm,
và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Người đứng đầu đảng ta cũng yêu cầu tất cả mọi người chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ và tâm niệm rằng hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Thưa quý vị, không ai chọn cho mình cách chết, cũng không ai muốn mình phải chết và không có cái chết nào có ý nghĩa bằng được sống. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng bị đe dọa, của cái ruộng nương làng mạc bị xâm chiếm, thì lựa chọn cái chết để đất nước được trường tồn là một lựa chọn vinh quang và cao cả. Mỗi một thân xác nằm xuống, mỗi một phần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Chính vì vậy, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Chúng ta kiên quyết bảo vệ những gì đã giành được, nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình để giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, để con cháu chúng ta, các thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, thống nhất, ổn định và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và đến đây thì chuyên mục Nóng trên mặt báo sẽ được phép khép lại. Chương trình sẽ tiếp tục với những câu chuyện ý nghĩa được ghi nhận trong ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, truy điệu và an táng 255 hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn và ở Campuchia đưa về nước giai đoạn lần thứ 21, mùa khô năm 2021-2022. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết trong chuyên mục Đồng Tây Chuyển Động. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện sự trân trọng lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh luôn khắc cốt ghi tâm việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các lực lượng của Campuchia tìm kiếm, quy tập và hồi hương hàng ngàn hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong cuộc kháng chiến ở Campuchia về nước. Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh là nơi an nghỉ của gần 14.000 liệt sĩ của mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Thưa quý vị, với ý chí kiên cường, những chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, họ cũng chỉ có một mục tiêu là đánh bại kẻ thù. Học tập để nâng cao văn hóa nhằm đấu trí với giặc, học tập để chuẩn bị cho ngày hòa bình trở về, tiếp tục xây dựng quê hương. Cuộc đời họ là sự đấu tranh không mệt mỏi và vũ khí sắc bén là... Và bây giờ là những sự việc, câu chuyện xảy ra trên thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, một ngày nào đó, thịt gà khi bán ra sẽ được đóng gói bằng khay chứa làm từ chính lông của chúng. Đó là một phần trong dự án hợp tác giữa Đại học Công nghệ Nanyang và hãng chế biến gia cầm Liam Hup của Singapore nhằm tạo ra cơ sở giết mổ không rác thải. Việc xử lý các phế phẩm đang khiến hãng chế biến gia cầm lớn nhất Singapore, Liam Hup, tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Chỉ tính riêng lông gà, mỗi ngày họ thải ra 4 tấn. Để khắc phục điều đó, Liam Hup hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang, chiết xuất các thành phần hữu ích trong lông gà để tạo ra khay chứa thịt. Loại cây này thân thiện với môi trường, dự kiến việc sản xuất đại trà loại cây này sẽ bắt đầu từ cuối năm nay. Liam Hup cũng đang nghiên cứu tận dụng phế phẩm phao câu gà để sản xuất khí đốt sinh học. Còn tại đất nước Indonesia, nhiều nông dân ở huyện Agam thuộc tỉnh Tây Sumatra đang sử dụng lốp xe máy để tách hạt bắp, thưa quý vị. Và phương pháp độc lạ này xem ra là hiệu quả hơn rất nhiều so với cách làm thủ công truyền thống.
Chúng ta đang chứng kiến các nông dân Indonesia sử dụng lốp xe máy để tách hạt bắp. Cách thức thực hiện như sau: đầu tiên họ khởi động xe máy, sau đó giữ tốc độ bánh xe và chỉ việc đưa trái bắp vào để tách hạt. Một nông dân cho biết đã thực hiện phương pháp này trong 2 vụ thu hoạch. Phương pháp này giúp họ tăng sản lượng gần 1 tấn một ngày so với làm thủ công, chỉ được 100 kg. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, bắt giữ vụ vận chuyển 94 cá thể động vật hoang dã qua biên giới An Giang. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới về thăm căn cứ Bào Trong, dấu ấn của những tháng ngày quật khởi, kiên cường, vươn lên giữa mưa bom lửa đạn của quân và dân Tây Ninh. Thưa quý vị, hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh ở hai con số và có xuất siêu trong bối cảnh nhiều biến động ở cả trong nước và quốc tế. Mặc dù đạt được tới hơn 185 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, nhưng mức chi phí khá lớn đã khiến giá trị hoạt động xuất nhập khẩu không cao. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu đang rất cần những giải pháp để kéo giảm được chi phí cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động trong thời gian tới. Nội dung này được đề cập cụ thể trong chuyên mục Cà phê không đường ngay sau đây. Điểm tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm là tất cả các nhóm hàng đều có mức tăng trưởng rất tốt, trong đó có nhóm hàng thủy sản. Những lợi thế về mặt thị trường đã giúp ngành này tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, những khó khăn khách quan khác vẫn là nỗi lo của toàn ngành. Còn những cái khó khăn liên quan đến nhu cầu thế giới, liên quan đến những cái khó khăn về chi phí gia tăng, liên quan đến cái chuyện cạnh tranh của các nước, thì đấy là những cái bài toán mà tôi biết rằng là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là các bộ ngành và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn phải đặt ra để cố gắng để khắc phục, đặc biệt là vấn đề về cái chi phí gia tăng rất là lớn. Điện tử tăng trưởng 14%, dẫn đầu toàn ngành chế biến chế tạo cả về chỉ số sản xuất công nghiệp và chỉ số kim ngạch xuất khẩu, đóng góp lớn cho việc cân bằng cán cân ngoại tệ quốc gia. Tuy nhiên, lạm phát tăng cao ở nhiều nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành điện tử. Khó khăn không đến từ nhu cầu thị trường như các ngành khác, mà đó chính là việc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu. Giá cả nguyên vật liệu, linh kiện, chi phí vận chuyển, chi phí logistics, các cái mặt hàng đều tăng giá và nó ảnh hưởng đến các cái nguyên vật liệu nhập đầu vào của chúng tôi, các cái nguồn linh kiện, nguyên vật liệu điện tử từ hai thị trường lớn nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc. Thứ nhì là Trung Quốc chiếm 28%, thì hiện giờ vẫn đang rất là ảnh hưởng và chúng tôi cũng đang cố gắng. Lạm phát ở nhiều quốc gia đang có dấu hiệu tăng cao, đặc biệt là ở các thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU. Điều này có thể sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là đối với các mặt hàng tiêu dùng gia dụng. Thì nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng làm sao khai thác đầy đủ tất cả các thị trường đó, và đồng thời là cố gắng là giải tỏa các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, bảo đảm cho họ thông suốt cả đầu vào cũng như là vận chuyển hàng hóa đến địa điểm cuối cùng. Làm được tất cả những điều đó thì hy vọng là chúng ta vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, giữ ổn định cho lưu thông hàng hóa trong nước, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền việc tận dụng các lợi ích của các hiệp định thương mại tự do, cũng như phòng chống gian lận xuất xứ, các giải pháp ứng phó kịp thời đối với các biện pháp phòng vệ thương mại mà các quốc gia dựng lên cho hàng hóa nhập khẩu. Tiếp theo sau đây là cụm tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mới đây, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, bộ đội biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa mật phục phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ một thuyền máy cùng với 94 cá thể kỳ đà và động vật họ rùa. Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 9, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện trên bờ sông Hậu, tại khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, có 3 đối tượng đang khuân vác đồ vật từ thuyền máy lên bờ có dấu hiệu nghi vấn. Khi bị phát hiện, các đối tượng lợi dụng đêm tối lẩn trốn, để lại một thuyền máy chở 10 thùng giấy chứa động vật hoang dã, gồm có kỳ đà, động vật họ rùa. Qua kiểm đếm có 52 cá thể kỳ đà, 42 cá thể động vật họ rùa, tổng trọng lượng gần 335 kg. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao toàn bộ tang vật cho chi cục kiểm lâm tỉnh An Giang, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh vụ việc. Thông tin về tình hình cháy nổ, thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn xảy ra giữa trưa tại một căn nhà ở xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, làm một người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 7, đám cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Trần Thị Dấp, 62 tuổi. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà chỉ có ông Hắc, chồng bà Dấp ở nhà, nhưng người đàn ông này bị bệnh tai biến, nằm một chỗ. Do không tự di chuyển được nên ông Hắc đã tử vong trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, gia đình bà Dấp là hộ dân thuộc diện khó khăn tại địa phương, không có đất sản xuất nên thu nhập của gia đình chỉ phụ thuộc vào tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn căn nhà được cất bằng cây lá địa phương, ước tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Một chiếc xe khách 45 chỗ đang lưu thông trên đường Trường Sa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào chiều ngày 26 tháng 7. Phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng tấp xe vào làn trong cùng rồi nhanh chóng hô hoán cho hành khách xuống xe trước khi toàn bộ chiếc xe bị lửa bao trùm. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy đã huy động xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Còn lửa sau đó cũng đã được khống chế nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi. Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực xe cháy gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tháng 7 lại về với những hoạt động cao điểm trên cả nước trong hành trình đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công. Không chỉ là những hoạt động đền ơn đáp nghĩa cụ thể, nghĩa tình, đây còn là dịp để mỗi người đang được hưởng độc lập, tự do, nhắc nhở nhau nâng cao trách nhiệm giữ gìn hòa bình, phát triển đất nước để không phụ lòng các thế hệ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Vâng, tháng 7 là mùa vọng của người còn sống với người đã khuất, mùa tri ân những người con ưu tú đã hy sinh cho Tổ quốc trường tồn và nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Mời quý vị cùng đến thăm căn cứ Bào Rông ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Một trang sử vẻ vang, chói lọi trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân và Ban An ninh Tây Ninh. Đầu năm 1960, phong trào đồng khởi trên toàn miền Nam đã làm phá sản chiến lược Tố Cộng Diệt Cộng, bình định miền Nam bằng các khu dinh điện, khu trụ mực bị thất bại. Mỹ chuyển sang kế hoạch bình định mới với một hệ thống hàng rào ấp chiến lược nâng lên thành quốc sách, xương sống của chiến lược chiến tranh đặc biệt nhằm giành lại địa bàn nông thôn, nắm dân, cô lập cách mạng và tiêu diệt các lực lượng vũ trang. Với ý đồ bình định ở miền Nam Việt Nam trong vòng 18 tháng. Chính vì vậy, đầu năm 1961, Đảng ra chủ trương xây dựng ngành an ninh các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các căn cứ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ Bào Rông, một trong những căn cứ của Ban An ninh Tây Ninh thời bấy giờ, đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng theo từng giai đoạn. Các cán bộ, chiến sĩ đã luôn bám trụ, bám địa bàn, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chính trị, diệt ác, phá kiềm, đánh vào các trụ sở trọng điểm của địch, mở rộng vùng giải phóng, bảo vệ đồng bào và bảo vệ căn cứ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban An ninh Tây Ninh đã chọn nhiều địa bàn chiến lược để xây dựng căn cứ, chỉ đạo toàn lực lượng đấu tranh chống kẻ thù. Căn cứ được xây dựng và di chuyển nhiều nơi như Bời Lợi, Dương Minh Châu, Trần Bầu Trong. Ngày nay, căn cứ Ban An ninh tại Bầu Trong thuộc ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Từ năm 1961 đến năm 1965, Ban An ninh cùng các lực lượng vũ trang tỉnh đã diệt được 164 tên. Điển hình, bắn bị thương tên Đào Đình Tứ, trưởng ty công an của Ngụy và bắt sống 547 tên tình báo, gián điệp. Trong thời kỳ chiến tranh cục bộ, từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ Ngụy tăng cường chiến tranh quy mô lớn, hết sức khốc liệt, chuẩn bị cho cuộc phản công mùa khô mà đỉnh cao là trận Càng Junction City. Lực lượng công an Tây Ninh vẫn kiên cường bám trụ địa bàn trọng điểm, xây được nhiều mạng lưới cơ sở, đẩy mạnh công tác phá tị, luồn sâu vào lòng địch để đánh địch, góp phần cùng các lực lượng tạo nên những chiến thắng vẻ vang. Căn cứ Bầu Rông trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây đã gắn với biết bao vui buồn của các thế hệ chiến sĩ cán bộ an ninh Tây Ninh, đặc biệt là sự kiện ngày 26 tháng 6 năm 1968.
khi Ban An ninh Tây Ninh đang tổ chức họp công tác 6 tháng của ngành, thì hàng loạt máy bay của Mỹ đã bỏ bom xuống căn cứ, làm cho 10 chiến sĩ cán bộ đã hy sinh. Để lưu danh về một căn cứ cùng sự hy sinh cao cả đó với những chiến thắng vẻ vang của Ban An ninh, Công an Tây Ninh đã cho xây dựng đài tưởng niệm vào năm 1995, cùng nhà bia tưởng niệm vào năm 2003 tại căn cứ Bầu Trông. Với những dấu ấn đặc biệt, căn cứ Bầu Trông đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2004. Là một thế hệ trẻ của Công an Tây Ninh thì không biết là khi về với căn cứ Bầu Trông thì anh có cảm giác như thế nào? Đại diện cho thế hệ trẻ của lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh khi được đến với di tích căn cứ Bầu Trông là cái cảm giác đầu tiên của mình á, là mình cảm thấy rất là tự hào. Cái điều đầu tiên phải đáng nói là tự hào. Tự hào vì được sống trong thời bình ngày hôm nay, vì được cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trước đây để giành lấy cái nền độc lập, để cho cái thế hệ trẻ, tuổi trẻ của cả nước nói chung và lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh nói riêng ngày hôm nay được cống hiến nhiều hơn nữa cho cái sức trẻ của mình để phát triển, để xây dựng đất nước, thì mình cảm nhận thấy là mình rất tự hào về khi được đến với căn cứ Bầu Trông này. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân ta, giờ đây trên địa bàn huyện Bến Cầu đã có nhiều thay đổi, nhưng địa danh căn cứ Bầu Trông vẫn còn tồn tại gần nửa thế kỷ, đi vào lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và những người chưa một lần đặt chân tới. Trước những chuyển biến lớn lao của cuộc sống, nhưng địa danh ấy với ý nghĩa lịch sử quan trọng như chưa hề mất đi và vẫn tồn tại mãi mãi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đến ngày nay. Được sinh ra trong thời bình, có lẽ chúng ta chỉ biết đến quá khứ hào hùng của dân tộc qua lời kể của cha ông, của những người đi trước. Vậy nên, khi đến nơi đây, chúng ta sẽ cảm nhận một cách chân thật nhất về những ngày tháng gian khó mà dân tộc ta đã vượt qua, để rồi thấu hiểu và thêm cảm phục những chiến sĩ Công an Nhân dân vô cùng kiên trung, bất khuất, giữ vững an ninh chính trị. Vâng ạ, chiến tranh đã đi qua, bao mất mát đau thương cũng lùi vào quá khứ. Những nhành cây, ngọn cỏ và sự sống của con người đã hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất này. Thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, nhưng có lẽ dấu ấn về căn cứ Bầu Trông quật khởi, kiên cường, vươn lên giữa mưa bom bão đạn và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sẽ vẫn còn đó và sẽ mãi trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Vâng, và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay được khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.